Oi. Cái bừa anh dựng lên kìa, bừa bừa.
chiếu. Đây, đến đâu được luôn đến đấy. Hôm nay nhà anh cấy hay là ngày mai? Hôm nay cấy á? À. Vâng. Như cái mạ nhổ kia là mới phải cấy tay đúng không? Cò nhà anh nó chạy ngon hết đây này. Con này của mình xuống làm sau mà của mình sắp xong rồi ấy. Con máy kia hỏng rồi kìa. Từ nãy giờ khói mù mịt. Nhà đấy á? À, cái máy hỏng đấy là của cái nhà bà máy áo xanh nhá. Đó là thằng kia là cái chú. À. Cái máy kia ấy mà khói mù mịt. Thế xong đây mình lại xuống đấy. À, đây trên này cũng của nhà mình nhỉ. Nhớ nhà chị bừa nó cái trên này à?
nhất luôn hả? Cách vừa cuốn chiếu là vừa nhanh gọn, đỡ tốn nhiên liệu. Cái dàn sới là anh chạy lần nào chưa? Vâng. Cái này bây giờ mới có 24 phút rồi mà đã gần xong rồi. Ở trong vòng 1 phút nữa chắc là nó hết rồi. Chạy một lượt nữa à? Thế là chạy 3 lượt à? Chỗ bác thì chạy kỹ quá. Ở chỗ bác là chạy kỹ quá. Hai lượt của nó là hết 25 phút 20 giây.